Thì cái anh này anh đang hàng những nối những cái cột lại nha các bạn, nối những cái cột lại đựng đóng giọng xuống, tại vì một cái cột nó chỉ có dài tầm theo mình đoán chắc khoảng là 20 mấy 30 mét. Đây thì chính là những cái cột đó, những cái cột này nè, nó sẽ nối lại với nhau để mà giọng xuống. Thì bây giờ cái anh này anh mới hàng lại tiếp nối hai cái cột, ba cái cột với nhau, tiếp nối những cái cột với nhau rồi sau đó mới giọng xuống. Thành thử rồi, tại sao các bạn thấy mà những công trình nó lại làm lâu như vậy là như thế? Thì mỗi cái chân cột là có rất là nhiều những cây cột được đóng giọng từ xuống, bởi vì do đó nó rất là lâu. Mỗi cái chân ở bên dưới cái chân thì có rất là nhiều cây cột được đóng giọng xuống, cột bằng cột xi măng nha các bạn. Mình làm nhà thì bằng cột tràm con này kia, hoặc có thể đổ hồ rửa ở bên dưới. Cột này người ta sẽ dùng cột xi măng, cột rất là to luôn đó. Đường kính cái cột nó khoảng 4 tấc hoặc là 5 tấc nha các bạn. Có nghĩa là khoảng 40 cm hoặc là 50 cm. Mình nhắm khoảng cái đó thì mình đây mình không có đem thước đo. Cái cột rất là to luôn á. Khi người ta hàng xong giáp mí xong bắt đầu người ta sẽ đóng xuống.